Em tên Lê Thiện. Dạ, em làm nghề chụp ảnh. À, chụp hình, chụp hình. Dạ. Bao nhiêu tuổi Thiện? Hôm nay em 36 tuổi. À, 36 tuổi. Thiện quê đâu? Em quê Trà Vinh. Trà Vinh. Dạ. Bây giờ là sinh sống và làm việc ở Trà Vinh luôn. Dạ đúng rồi. Ồ, à. Là dạ. Em từ Trà Vinh lên đây. Dạ. Thôi còn em. Trước tiên cho em xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể các bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. À, em tên là Trần Thị Tố Quyên, hiện tại là chuyên viên make up và quản lý studio tại Trà Vinh ạ. Chắc có lẽ là cái tình duyên của các bạn cũng bắt đầu từ cái việc gọi là chụp hình rồi làm make up này nọ đồ đúng không? Dạ thì hai vợ chồng em quen nhau á là bắt đầu từ việc làm từ thiện. Sao tôi đoán chất quốc cho người ta? Trong một cái lần từ thiện á, rồi các em hay làm mấy cái chương trình ca nhạc. Rồi lúc đó thì em đang cần một người để in cái vé mời cho khách mời. Cái em hỏi, em kiếm người mà để in. Thì hỏi anh đó, thì anh chỉ chồng em. Nói là ông này ông in hồi trước, ông bên không lấy tiền. Cái em mò xuống ổng. Cái em năn nỉ ổng, em xin ổng. Rồi cái ổng cho em vé mời không lấy tiền. Lúc đó em có ấn tượng gì về cô gái này không? Dạ không. Nhưng mà em có ấn tượng với anh này không? Dạ không, ghét lắm. Ủa sao vậy, người ta cho không lấy tiền mà ghét ta là sao? Tại vì á, lần đầu tiên á mà em gặp chồng em á là ổng trẻ mái 5 năm, giống như là đang trường vậy đó. Nó có nhuộm tóc gì không? Dạ không, mà áo sơ mi rồi mặc quần tây dài lộm thộm bự lắm, như ông già vậy đó. Rồi cái lúc đó em ở Sài Gòn về, rồi cái em chạy thẳng về quê luôn, tới gần 200 cây lận. Cái em mệt quá, cái em hỏi ông có cái gối bố không cho em nằm. Cái em nằm, cái ông quánh giá em, nói em giống như là con gái mà mới lại biết nhà người ta cái lại nằm vậy đó. Nết đúng không? Mất nết á. Rồi xong tới tối anh ngủ đi ăn, anh ngủ đi ăn xong cái em ngủ đi vô bị ôm. Trọng trời trời. Ông gũ em với người anh nữa vô bị ôm. Rồi xong rồi cái ông kêu mấy em bị ôm ra, rồi ông ôm mấy nhỏ đó. Rồi lúc đó em sao? Em ngồi bình thường, tại lúc đó em đâu có quen biết ổng đâu. Cái rồi ổng ôm mấy nhỏ đó. Rồi ổng quay qua ổng ôm em luôn. Mà em đâu có quen biết gì ổng đâu. Giống như ôm lộn vậy, xỉn ôm lộn. Mãi ổng cặp cổ nói chuyện á, sau này mình mới biết là cái thói quen thôi. Giống như là trong trọng tiếng nhạc lớn quá, rồi ổng cặp cổ lại ổng nói chuyện. Mà mình thì mình ghét ai ôm cái tức quá, cái em chỉ mặt nói là em ghét nhất là ổng này nè. Như vậy là lần đầu gặp gỡ không ai có một ấn tượng tốt về nhau cả, đúng không? Dạ. Vậy thì bao giờ mới có tình cảm với nhau? Thì cũng ghét ổng thiệt, nhưng mà cái cũng nhiều lần em về dưới quê, ổng làm từ thiện, ổng cũng giúp đỡ. Rồi có một lần em làm cái chương trình ca nhạc, đang hát, đang diễn như vậy đó, thì tự nhiên chập điện, cúp điện. Rồi cái em thấy người khán giả dưới ngồi đông quá, rồi em sợ, cái em ra sau cánh gà em khóc. Rồi ổng an ủi, rồi dẫn người ta đi mổ mắt mà như hẹn tới ngày tới giờ rồi mà người ta không đi, mình cũng buồn, mình khóc, rồi ổng cũng an ủi. Ổng an ủi hoài, cái ổng ủi em luôn. Rồi lúc nào thì em mới có cảm tình với bạn này? Tức là đó, em nói em không ấn tượng, em không có gì mà cứ hả đụng ta có chuyện gì em phóng vô em an ủi. Chứ mình thấy vậy thấy tội nghiệp quá, rồi biết sao giờ. Ăn ủi tới lần thứ mấy thì bắt đầu em cảm thấy là em cần phải ủi nhỏ này? Thì đâu cũng 4-5 lần gì đó. Thấy tao làm cái gì gặp toàn là trục trặc không à, không có thấy cái gì mà nó suôn sẻ hết. Dạ. Sau rồi cái em mới mời về nhà đám giỗ rồi mới về với gia đình. Rồi lúc đó là ủi chưa? Lúc đó chuẩn bị ủi. Cái về cái ông nhắn tin, cái ông nói anh nhớ em. Mà trước đó là ông có nói chuyện bâng quơ, ông nói ông đó giờ không có nhắn tin cho con gái, ông cần gì ông gọi không à. Mà tự nhiên bữa đó ông nhắn tin, ông nói anh nhớ em. Rồi cái em đâu thèm trả lời, em chảnh lại. Rồi cái sau cái chiều ông nhắn sao không trả lời, cái chảnh cái nữa không trả lời luôn. Cái qua hôm sau cái ông gọi điện thoại cái nữa rồi mới trả lời. Cái lần đầu tiên mà ông ủi em đó là lý do gì mà em đồng ý cho ông ủi? Xỉn. Hai đứa xỉn luôn à. Mệt quá em nằm kế bên ngủ luôn. Ngủ rồi, ngủ luôn. Ngủ xong rồi cái bắt đầu giật mình thức dậy. Em ngủ cái em mở mắt ra em thấy ổng trừng trừng mắt nhìn em. Nó em giật mình luôn. Nó ủa ai vậy? Ủa sao tự nhiên trừng mắt nhìn em? Rồi xong cái tự nhiên cũng ngủ nữa. Tại em xỉn quá trời. Cái em ngủ nữa. Cái hồi em thiêu mở ra thấy ổng trừng mắt nhìn em nữa. Không biết có ủi không nữa mà ổng trừng mắt nhìn em ba lần. Sao thế? Ghét tới lần thứ ba rồi chắc tới lúc đó là ủi rồi đó. Rồi sau đêm đó tại sao em lại nhớ cô này? Giống như mình dậy xong cái thấy giống như mình giống như có lỗi sao. Người đàn ông trách nhiệm đó. Em mới nhắn tin em hỏi thăm. Tại vì Quyên cũng còn công chuyện ở
ở Duyên Hải, cho nên là em mới kêu có gì thì xuống đi, có gì em hỗ trợ, em dắt đi chỗ này chỗ kia, xin đang làm mấy cái chương trình từ thiện á. Rồi sau đó thì là bao lâu thì hai đứa mới có thật sự là đến được với nhau, coi như thoải mái tất. Chắc cũng tức là khi mà em hết giận mà em nhắn tin lại đó. Ờ, tiến triển luôn á. Không còn mắc cỡ, không có còn ngưỡng ngùng gì hết luôn á. Không ai nghĩ là hai đứa quen luôn. Là thoải mái luôn không? Là ổng đi đâu cũng dẫn em theo hết. Họ có đi uống bia ôm dẫn theo đâu. Cũng còn. Trời ơi, còn luôn á. Hồi đó đi uống bia ôm lúc mà quen rồi nha, đi uống bia ôm là vô kêu 8 em. Đi 9 người đàn ông mà đi kêu 8 em. Cái ông về ông hốt em đi nữa là em thứ 9. Tại vì ổng em không khỏi kêu ai hết. Cái em bước vô, em vừa bước vô cái mấy nhỏ đó, ổng giới thiệu đây là vợ anh. Mấy nhỏ đó xanh mặt hết trơn luôn. Đang ngồi hát ca vậy nè, đang ngồi cầm cục gà cắn cũng bỏ xuống luôn, xanh mặt. Sợ em vô quýnh ghen. Cái xong nó không, mấy chị chơi đi bình thường à. Cái rồi ổng qua nói chuyện với ông A, là ông cặp cổ ông A bên này là cặp cái em của ông A bên kia. Đó rồi một lần lượt ổng ôm 8 em đó ổng ôm được 9 em luôn. Mấy ông kia ôm được có một em một rồi. Ổng lần này ôm một lượt 9 em luôn. Xong mà ổng tốn 1.000 tiền bo luôn. Mà em không ghen hả? Không, tại không, vì thoáng nhưng... lắm, suy nghĩ gia đình thoáng lắm. Nhưng mà chắc có lẽ là em dẫn vợ em theo để vợ em được có ghen đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì mình nghĩ đàn ông nuôi chồng giống như là đi thì ngoại giao, tiếp khách này kia kia nọ cũng công việc. Thì chủ vô chổng bia ôm thì đó em suy nghĩ là vô chổng ôm chai bia uống thôi. Cái ông dẫn đi rồi mới biết vô chổng là kêu mấy em vô gót bia. Thì cũng vô cũng ngồi ôm chứ đâu có làm gì đâu. Rồi kể từ khi quen đó là ổng còn sở hữu cái ngoại hình như ban đầu không? Tức là hai mái như ca sĩ đang trường rồi không? Nói thiệt á là em không có biết làm việc nhà. Rồi cái quen ổng, ổng mặc áo sơ mi không à. Ổng nói hả là đó giờ là người ta ủi áo cho ổng là phẳng phiu luôn. Ổng ra đường là có dài dép để sẵn hết luôn. Rồi cái em đâu biết ủi áo. Em mua áo thun cho ổng, em mua quần jean cho ổng đem khỏi ủi. Ra đường ổng mặc áo thun quần jean rồi cái em mới kêu bây giờ đi nhộm tóc đi, rồi đi uống tóc đi. Rồi cái sau này cái tự nhiên đi bấm lỗ tai luôn, cái đó ổng tự làm luôn. Tức là em thay đổi cái ngoại hình của ảnh luôn. Dạ. Em ép ổng vậy hay tự ổng? Tự nguyện. Tại sao em tự nguyện thì? Nói chung tại vì em làm cái nghề của em cũng muốn trẻ trung năng động cho nên chứ, mình... chứ không phải là một phần vì bà xã em mà đúng một không? Phần cũng vì bà xã tại vì để cho mình cho nó xứng xứng chút á. Em thôi nhìn thấy mình già quá mà vợ mình còn em lớn vợ em nó có nhiêu đâu, 9 tuổi đúng không? Dạ. Chứ còn bây giờ nhìn em cứng hơn ảnh luôn. Các em quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Tụi em quen nhau được 2 năm. Mà trong 2 năm như vậy thì có những cái trục trặc, có những cái khó khăn sự cố gì hay có những sự cố gì xảy ra không? Có, lúc đó tính là năm sau cưới rồi hai chồng mẹ chồng lo nhà cất nhà mở tiệm vậy đó. Thì trước một tuần lễ khai trương thì mẹ em bệnh mất đột ngột. Mất bệnh à, hay là giống dạ, như bạn bệnh bị virus phải đó. Dời ngày ngày. Rồi lúc em sốc không? Sốc để, tại vì giống như là em không có cha từ nhỏ rồi, rồi cái giờ cái mẹ mất, rồi anh hai em bệnh tâm thần nữa. Nói chung là mọi thứ ập lên một mình em luôn. Rồi cái chồng kế bên thì chồng cũng an ủi. Nhiều khi lúc đó người có một mình là tiền bạc, ví dụ như bệnh mà này kia kia nọ mình cũng không dám nữa. Rồi cái chồng nói không, đây là mẹ tôi, nói bác sĩ cứu mẹ tôi, là mọi giá là cứu mẹ tôi, là lo ekip bác sĩ Sài Gòn về mà mẹ em qua không khỏi. Đó. Thì lúc đó là ảnh đứng ra, rồi mẹ chồng cũng đứng ra lo tang lễ cho mẹ em hết trơn. Như vậy là có mình có phải dời ngày cưới không hay là mình vẫn cứ tổ chức đám cưới? Dạ không, theo nửa năm sau mới cưới. Nửa năm sau. Dạ. Nói giờ chung thương ổng chưa? Giờ thương chưa? Yêu chưa? Ảnh lúc nào cũng nói em á là không cho em khóc. Ảnh làm đủ thứ luôn, miễn sao em đừng khóc được rồi. Trời. Mình cũng thấy vợ mình hoàn cảnh vậy đó, cũng đơn chiếc rồi mà sao cái gì những cái sao cái gì những cái xui xẻo nó cứ dồn vô tội nghiệp. Tức là trong cái tình thương, tình yêu của em là còn có tình thương đối với vợ nữa. Thành ra là em cũng rất là may mắn. Tụi em kết hôn được bao lâu rồi? Ngày mốt là kỷ niệm 1 năm. Như vậy là đến với chương trình ngày hôm nay cũng rất là ý nghĩa phải không nào? Coi như lấy nhau được 1 năm và trải qua những cái biến cố như vậy rồi. Có con chưa đã? Năm. Dạ chưa. Chưa đúng không? Bây giờ hỏi nha, những cái tật xấu đó. Giờ hỏi em trước đi Thiện, cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì lúc đầu mới cưới về hay cãi lắm, mình nói gì hay cãi lại lắm. Sau một thời gian em nói rồi vợ cũng thay đổi. Đó, rồi làm việc nhà tất cả mọi thứ. Việc nhà thì có một lần em đi làm á, có mấy đứa em gấp quá không kịp chuẩn bị được cơm á, kêu nhờ vợ nấu giùm nồi cơm, nấu nồi cơm điện mà nó tới 4 tầng.
Cơm điện mà 4 tầng à, khét khó nè. Lắm nghe em, khó nè. Không phải ai cũng nấu được đâu. Khét nè. À, sao nữa nè? Được có cái là làm đồ nhậu thì ngon đó, mà làm cơm nhà để ăn thì làm không được. Còn tật xấu gì nữa không Thiện? Em thấy chỉ vậy thôi à. Chỉ vậy thôi đúng không? Tới em đó. Anh tật xấu nhiều quá. Anh lên đây anh hâm hay không cho em kể. Nóng nói chuyện, ví dụ như mà cục xà ổng á mà ổng kiếm không thấy, cái tự nhiên ổng quạ ổng đập đồ tùm lum la chứ, cái ai dạng hồi cục xà ổng bỏ vô trong bóp của ổng á, cái ổng tưởng đâu em xài mà không dẹp á, rồi cái ổng đập đùng 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 đùng, cái xong cái tối giờ ổng thấy trong bóp ổng rồi, ổng chạy lại ổng ôm xin lỗi vợ, anh thương vợ, anh yêu vợ này kia kia nọ. Rồi nhiều khi á hả, đang ngủ mà quay qua mà em cái có ôm không vậy, ông gác đùng 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 đùng, nhiều khi ông gác lên đầu mình luôn. Cái ngủ là không có kiềm chế, cái nết ngủ là nết mà có khi nào còn có người mà xoay vòng tròn có đó. Xoay đó. Nữa. Bữa nào ông xỉn là cái đầu cái chân ông trên đầu em. Đầu hôm là đây mà cuối hôm là đây nè đó. Rồi còn thật xấu gì nữa, khui hết đi em. Còn nữa, rồi ông ngủ ngái nữa. Cái hôm đó em đi chung ekip á, 4-5 người có chị đó phụ nữ, chị ngủ chung nguyên một team luôn. Cái xong cái sáng ra cái mắt chị lừ đừ, hỏi sao chị lừ đừ vậy, nó tối qua chị ngủ không được, mà mình hỏi sao ngủ không được, nó trời ơi hết người này ngái tới người kia ngái, nó ủa sao ngái vậy, em đâu có nghe gì đâu, nó trời ơi chồng em là ngái lớn nhất luôn á, mà em nằm mà em nằm dưới nách ổng á, em ngủ mà em ngủ ngon lành luôn, làm như là giờ em không nghe tiếng ngái là quen rồi đó em. Không nghe tiếng ngái là em không yên tâm đó, đó. Dạ. Quen âm thanh đó rồi. Dạ. Đó. Ăn uống dễ ăn không? Khó khó ăn lắm chị. Ví dụ như mà muốn ăn món này phải không, mà bữa đó người ta không bán, hoặc là em đi chẹo đường á, em mua cái khác, ví dụ ăn hủ tiếu gà, mà bữa đó em đi mua hủ tiếu thịt về không ăn, bỏ luôn, thà nhịn đói chết queo luôn cũng không ăn. Trời ơi, thà nhịn đói chết queo luôn, chắc khó ăn đúng không? Em mong muốn chồng em thay đổi gì? Nói chung á là từ ngày quen tới bây giờ á thì ảnh lúc nào cũng yêu thương em, tới tận bây giờ cũng còn như vậy. Nhưng mà chỉ có cái tính nóng là ảnh vẫn còn nóng tính thôi. Nhưng mà cũng giảm bớt rồi. Rồi đi bi ôm thì giờ cũng ít đi luôn rồi. À, còn Thiện, Thiện mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ giữ gìn sức khỏe. Tại vì nhiều khi làm cái nghề make up á, đêm hôm á, rồi đi về rồi dạy học viên nữa, nhiều khi thấy một ngày nhiều khi không ngủ được mấy tiếng á, nhiều khi thấy vợ làm thấy khi thấy thương. Dạ, giữ gìn sức khỏe để còn kiếm em bé nữa chứ. Em chị hỏi em nè, cái nóng tính của em á là em nóng, em có hiểu được nguyên nhân em nóng không? Nói chung em cũng ít có nóng lắm, mà em nóng rồi là không kềm được, không kiểm soát được. Nhưng mà em biết đó. Lúc đó là em đang nóng sẵn đó đúng không, em biết không, hay là em nóng là em chỉ biết là trời ơi, lúc đó cái cơn lên là phải đập phải này cái nọ, tại vì nếu em nhận thức được thì em sẽ kềm được, còn không là không khó kềm lắm. Cũng nhận thức được, nhưng mà nói chung em ít có nóng lắm, nhiều khi tánh em cũng vui vẻ lắm, nhưng mà nhiều khi cái gì quá đáng lắm á thì em mới giận lên thì em mới vậy thôi, chứ bình thường có bao giờ mà nóng bực vợ quá nóng rồi sẵn rồi có động đậy tay chân gì với vợ không? Dạ không. Không phải không? Dạ. Không bao giờ. Đụng vô em bao giờ đúng không? Vậy tốt á. Dạo này còn nhậu nhẹt đúng không? Dạ còn. Hút thuốc luôn hả? Hút thuốc dữ lắm. Dữ lắm rồi. Trước tiên là anh chị nói là em phải bớt, nếu được bỏ luôn. Dạ. Rượu bia với thuốc lá ha. Dạ. Thôi nghĩ đến em bé ha. Anh xin chúc cho hai vợ chồng mau sớm có tin vui và trong năm sau là có em bé xuất hiện. Yeah. Cảm ơn anh.